Mến chào các bạn nha. Bữa nay thì mình có làm cái món khổ qua xào trứng. Rồi sẵn đây thì mình chia sẻ đến cả nhà một cái món ăn rất là đơn giản ha. Rồi nếu mà các bạn thích thì mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha. Đây thì mình có trái khổ qua này là 350g ha. Và hai cái trứng. Các bạn làm trứng gà hoặc là trứng vịt gì cũng được hết trơn ha. Nếu mà trứng gà thì khi mà mình xào xong thì cái lòng đỏ trứng gà nó lên cái màu vàng đẹp ha. Và đây là hành tím, mình có 3 củ hành tím. Nếu mà các bạn thích ăn trứng nhiều thì mình cho trứng thêm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế cái khổ qua này ha. Khổ qua mà để cho bớt đắng thì bây giờ mình sẽ có cái cách này để mình làm cho khổ qua nó bớt đắng đi ha. Có bạn thì thích ăn khổ qua đắng, còn có bạn thì cái khổ qua đắng quá thì mình ăn không được. Nếu mà bạn nào ăn không được khổ qua đắng quá thì mình sẽ có cái mẹo nhỏ ha để mình làm cho khổ qua nó bớt đắng đi. Rồi bây giờ thì chẻ trái khổ qua ra xong rồi thì mình lấy cái hạt nó ra nè. Lấy cái hạt của trái khổ qua ra xong rồi bây giờ còn cái phần trắng trắng này thì mình cạo bớt đi ha. Cái phần trắng này nó cũng làm cho khổ qua mình nó bị đắng đi đó. Đây nè, mình lấy cái đầu muỗng nè, mình cạo nó rất là nhanh luôn. Rồi như vậy là xong một miếng rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ xắt ra tùy theo ý các bạn ha. Nếu mà các bạn thích xắt ngang hoặc là xắt xéo gì thì cũng được ha. Nếu như mà mình thích ăn nó hơi giòn giòn thì mình xắt nó hơi dày một tí vậy nè. Độ khoảng là 2-3 ly ha. Còn nếu như mà mình thích xắt mỏng thì nó sẽ mềm hơn nha. Để cho khổ qua nó giòn và nó cũng bớt đi cái vị đắng nữa thì mình sẽ có cái thau nước đá nè. Và bây giờ mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh muối hạt nha. Xong rồi thì mình để khổ qua vô để mình ngâm. Chế nước cho nó ngập khổ qua nha. Rồi xắt xong thì mình để đây mình ngâm ha, khoảng 5 phút. Rồi mình xả và để cho ráo nước. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi xắt hành nè. Hành thì bây giờ một củ thì mình bằm nhuyễn. Còn hai củ thì mình xắt mỏng ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đập trứng mình cho vô cái tô hoặc là cái chén nè. Mình sẽ đem vô đây là nửa muỗng canh nước mắm ha. Và muỗng canh dầu ăn nè. Rồi bây giờ thì mình đánh cho trứng nó bong ra. Rồi khổ qua thì mình đổ ra gỗ để cho ráo nước rồi nè. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ đem đi xào luôn ha. Rồi mình cho vô chảo là khoảng hơn muỗng canh dầu ăn.
Mình để hành băm nhuyễn lúc nãy đây, vô mình phi thơm luôn nè. Rồi lúc này thì hành thơm rồi nè, mình để khổ qua vô ha. Mình xào với lửa lớn nha, để cho khổ qua mình nó giòn á. Nếu như các bạn muốn ăn mềm á thì mình để lửa vô riêu. Rồi lúc nãy thì mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và nửa muỗng cà phê bột nêm ha. Một muỗng chanh nước mắm. Mình xào cho khổ qua nó chín khoảng 60% á thì mình sẽ ra trứng thôi nha, tại vì trứng thì rất là nhanh chín luôn á. Rồi lúc này thì mình sẽ cho trứng vô ha. Cho trứng vô thì bây giờ mình sẽ đánh cho đều nha, nha để cho trứng đừng có đánh cục vậy. Rồi hành đó thì mình cắt nãy để dầm cho vô luôn. Rồi mình đảo hồi cho trứng khô lại ha. Rồi giờ mình dưới lên ít tiêu nữa là được ha. Rồi như vậy là cái món khổ qua xào trứng của mình đã xong rồi đây cả nhà. Món này thì mình ăn thì nó rất là ngon luôn ha. Mà cách làm thì rất đơn giản luôn nè, mà nhanh nữa. Rồi nếu mà các bạn thích món này thì khi nào các bạn làm cho gia đình dùng nha. Rồi video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng. Và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.